Pass là FAE 1642. Rồi tiếp theo đội gì? Nekesu gặp Senegal. Yeah, yeah. Yeah, vào đấy. Vừa vẫn chưa. Vừa vẫn chưa. Đúng rồi, dây lên nữa đi hay. Thôi một mình anh cướp bóng gọi là ăn hại lắm. Ôi, giết đồng đội luôn. Đứng lên đi. Đây kìa, bò kìa. Đứng lên rồi. Rồi, chơi đây chơi. Xoạt. Rồi, mình tìm chơi đây anh. Chết. Sao có đi. Rồi. Tính tính tính. Chết rồi kìa. Tù vậy trời. Này quá, tôi trượt. Làm gì, chú làm gì? Rồi sao rồi. Hết chú, ôi mày quá. Ôi, ngon rồi. Trời ơi, thằng ngắm suốt. Anh trời suốt à. Rồi, lấy bóng ạ. Kìa chưa đâu. Ôi kìa làm gì, làm gì. Ôi xài. Thủ vô ra bắt bóng đi. Nghĩ ngợi gì. Đá như mơ ngủ vậy. Chuyến này. Ôi bóng xanh tác dụng gì em. Xúc lối đi. Trời ơi. Và chúng ta sẽ kết thúc với hiệp 1 với tỷ số hòa. Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều thôi. Chết đấy. Chết đây cho anh. Thế giờ kìa, quả sút cuối cùng. Chưa đến đâu. Rồi lại bỏ, lăn lê bỏ xoài. Không đều nó được lợi. Căng. Thì bắt buộc phải thắng rồi. Chuyển đây coi. Chết. Sao cũng sợ vậy. Yếu nhỉ. Giảm lực rồi. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Xoát đi. Rồi. Rồi, ngoài lắm. Anh sẽ không phí cơ hội đâu. Chết. Quá đứt ra. Không cần tìm trưởng đâu. Thôi mà. Cần thắng một câu thôi. Ta sẽ kéo dài thời gian. Đối à. Một mình những solo độc diễn à. Hey. Được thế nào. Chơi này. Tôi muốn là có bóng. Vâng, anh đã thực hiện một cú sút. Đúng rồi. Gặp giúp một cột dọc của công thành. Vâng, anh sút tiếp. Trả lời anh làm sút. Rồi, để anh. Chết. Ây giải ơi. Cứng quá. Anh tưởng anh cứng như thế nào. Hóa ra anh là tính nhân mềm. Không cứng tí nào cả. Rồi. Chuyển đi. Rồi, ngon rồi, để anh. Một mình anh độc diễn đây. Chuyển lại, sút. Ui à. Đánh đâu. Vào dưới đây. Thôi. Chết. Rồi. Ơi, sao lại sút. Rồi chuyên mà. Đồ ham bóng. Vâng. Vui vui đã có bóng. Rồi.
anh truyền cho Wenba. Vâng, Wenba đã bị đồng đội của Nhật Bản quýt một phát, mắt nổ lắm đó. Rồi, anh lại có bóng tiếp tục. Vâng, úi trời ơi, cứng đấy. Rồi, bắt dính đi. Rồi, thủ môn bên Nhật Bản đã bắt dính bóng. Rồi, anh truyền cho Kita Kunio. Vâng, Kunio đang có bóng. Đấy, và anh đang thực hiện những động tác gọi là xoay như block chết lẹ. Vâng, anh đang giết từng đối thủ một. Và anh được trước mặt cầu môn. Chết. Úi giời, không có tác dụng gì cả. Chết. Úi giời. Vô lê đi. Úi giời ơi, không có tác dụng gì. Vâng, anh làm gì đấy? Chuyền đấy. Úi giời. Anh làm gì? Chuyền đấy. Sút. Sút. Vâng, ôi, cuối cùng anh. Rồi, làm gì? Úi giời. Sút thế có tác dụng gì à giời. Rồi, chúng ta. Rồi, hết giờ. Vậy là chúng ta đã thắng với tỷ số 1-0. Đội Nhật Bản đã chiến thắng đội Senegal. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang cúp SA. Đây, đây đúng là châu Mỹ ở Argentina, Brazil, Mexico. Ta sẽ gặp Argentina và đế quốc của những quả chuối. Ui, vừa vào nóng thế. Nóng thế, ấy à. Không phải đánh nhau đâu, đây là đá bóng mà. Rồi, không sao. Rồi, bóng ấy. Lầy, lầy. Láo ấy. Ý, ấy à. Chết, rồi. Làm gì, làm gì, làm gì, làm gì, làm gì, làm gì. Ây à. Ây à. Chết này, chết này. Rồi, chuyển lên trên kia đi. Sút. Rồi, đơn giản. Đây là không gian sút trưởng. Sút trưởng khó vào lắm. Dê trưởng. Ui à. Úi xời. Anh đều độc diễn rồi. Độc diễn. Độc diễn này. Rồi, chuyển đây. Ui, đánh trưởng. Đúng chọn luôn cả tia sét. Rồi, làm gì? Rồi, dính rồi. Chết đấy. Gì? Ui, cú sút đuối quá hay. Vào không? Ôi, không vào, vâng. Một thành viên đã đỡ. Ôi, nhìn thùng thủ môn nó như kiểu màu sách ấy. Rồi, hay lắm. Thấy chưa? Trời ơi. Chết. Thấy chưa? Cứng nhỉ? Cứng nhỉ? Ai? Cái nhìn thằng này hổ báo quá. Đúng là dân sọng đen rồi. Nhưng mà sút thì quay yếu. Vâng, thỉnh quả lại xét rất cả thủ môn luôn. Chết luôn. Trời ơi. Còn về chân thằng Lache. Lache đang có bóng. Vâng, anh định hổ báo nhưng mà không được. Ây à, một phát chết thai. Kinh quá. Ok, chết đấy. Rồi. Rồi, chết tiếp đấy. Chết nhanh không vấn bóng được. Bết mà. Nói hung nghe. Rồi. Chết lại. Ôi giời. Rồi, phải loạn lại, loạn lại. Rồi. Này, rồi không sao. À. Chỉ được cái hổ báo sút thì yếu xìu. Chết. Ây giời ơi. Đánh người yêu nó đá bóng đâu. Này thì hổ báo rồi. Hậu vệ rất đã phòng ngự rất là hay. Và cản mất uy lực của bóng. Ôi, một pha trên hai. Vâng, anh đã không dám sút nữa tại vì anh sút rất chán. Đấy. Hết giờ. Đấy, chúng ta đã mua khẩu, chỉ cần mua khẩu thôi. Là win rồi. Rồi, cứ phá bóng lên rồi. Khán sao không thành năng tốt. Đấy. À, thủ môn đang chuyển cho Lache, anh đồ gấu Lache. Có vẻ là đội trưởng. Rồi. Này thì đội. Ây à, thằng nào xuống đây. Vâng, đó là Segi. Rồi, và chuyển cho Kunio. Kunio hoặc Lache, rồi. Ây à, hóa ra Lache đã giết Kunio.
será teatro, claro, tu bora chido punido. Pues también, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué es? No. ¿Qué? No, por favor. No, sube, sube. No, 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 no. No, punido, no, como. No, eso. Como, no, no, como, no. Chile, chile. No. Sube. No. Bây giờ quán đi vâng thưa các bạn. Tôi vui là con vui. Rồi tỷ số là 2-0. Giờ đang thắng Argentina không thể tin nổi. World Cup chắc sẽ thắng Argentina. Vâng, giờ chưa bao giờ thắng được Argentina từ trước đến nay. Vâng, mấy chục năm nay rồi. Và không ngờ dưới bàn tay huấn luyện tài tình của Cathem.com, anh đã dẫn trước với tỷ số là 2-0. Và sẽ có rất có tương lai sáng lạng để vô địch World Cup. Nếu mà Nhật mà vô địch World Cup thì sẽ đi vào một lịch sử lớn, trang sách mới sẽ được mở ra. Suy tránh chuối thấy thủ môn mình bắt quá hay, xin đỡ giật điện thủ môn chết luôn, chết thì vâng. Unio đang lát che đang có máu, vâng, anh bắt đầu lại thể hiện sự hổ báo anh ấy, vâng. Và sút thì vẫn chi rất chi là hẻo lả như con gái rồi. Rồi xuống lên sút ai chúng em còn sút trở lại à. Cái này còn có cả vô lê nữa, đá xoay nữa. Vâng, vẫn là sự hổ báo thường thấy ở Lache. Lache thì sẽ xây ghi, xúc chuối vào. Vâng, tỷ số là 2-1. Tỷ số đang xuống ngắn 2-1. Nhưng mà điều đó là quá muộn, thì thời gian không còn nhiều. Vâng, vừa nói xong thì hết giờ. Rồi, anh thực hiện cú sút tiếp theo, anh sắp đôi gà. Chúng tôi là đứng yên mà không hề, ấn gì. Rồi, sẽ kết thúc hiệp thi đấu. Giờ đi, rồi, hết giờ ạ. Rồi, kết thúc hiệp thi đấu, Nhật tạm thắng Argentina tỷ số là 2-1, vâng. Và cái password là 22A9FB233. Chúng ta sẽ gặp Brazil. Brazil, giám quốc của những con cá đã thịt người. Vâng, nhìn hình là các bạn đã biết. Chết lẹ. Vâng, vừa vào thì tung âm của đánh đầu. Không ăn thua. Được, nhìn thủ môn này thì cũng hổ báo lắm. Chắc là thiên về bạo lực chứ kỹ thuật thì cũng không có gì đâu. Yeah. Ấy, bắt dĩ cũng không bắt nổi mà. Rồi. Để bị biên phải góc à. Chuyển đây. Sút. Lao. Ôi da, ra ngoài à. Đây, anh thực hiện quả vô lê. Đây, vô lê phát à. Ôi dạ. Đùa. Đứng lên đi con lệ bố. Ây xa. Ấy kìa. Đấy, đấy. Đi đâu ấy. Ôi. Chết. Trời ơi. Chúng ta phải dẫn trước một bàn rồi. Cầu thủ môn này có vẻ khó chơi ấy. Nên mình phải. Ôi, làm gì kìa. Ôi kìa, cứ tưởng vào. Chết kìa. Chết. Giời ơi, không có tác dụng. Chết kìa. Ô, penalty thì. Ôi kìa. Sút vào, rồi đơn giản. Vừa vừa lấy được quả penalty thì ấn loát lại đầu. Rồi, ôi lún lún kìa. Kiểu đầm lầy, đúng là đầm lầy Brazil. Nổi tiếng.
chú này sút. Rồi, được lắm. Kìa kìa kìa. Mở đây đây. À, hâm rồi. Kìa đây. Quá thăm bóng. Ơi. Chết. Lại hậu vệ cả này. Biết ngay mà. Rồi, lại lên đây. Cho đợi bạn có bóng tí. Chết. Rồi, chết đấy. Ngon lắm. Chết tiếp đấy. Ây da. Buồn. Kìa, thảo đi đâu ấy. Sút chưa. Ôi xời. Ơi, đang chèn cho thằng chèn, thằng dưới ăn hại lắm. Chết lẻ. Tỉnh quá, nó đứng yên rồi, nó vẫn bắt được. Rồi, làm gì? Ây da. Ây da. Rồi, ngon. Nó dễ dàng, ok, 2-0. Đây là thằng Brazil. Không thể tin nổi mà. Không thể tin nổi. Có nổ bom không thể tin nổi. Đá nhảy lầm lầy lại ăn thua đi. Tỷ số là 2-1. Quá là kịch tính mà. Thắng thế là mới kịch tính. Làm gì? Tôi lại ăn thua gì đâu. Giờ nó lại xúc quả. Cá ăn thịt người. Mày quá. Kìa. Rồi. Ơ kìa. Đầm này làm bóng không đến được chân em. Chân đây. Bây giờ. Chân. Rồi ngon lắm. Ơ kìa. Chân đâu ấy. Cần đồng đội ăn hại này. Có lên tay không? Ôi mày, ném đỡ đù. Ném ném sang bên trái đấy. May sang bên phải à. Rồi hết rồi. Tỷ số đang là hiệp một đang là 2-1. Thằng này ăn hại lắm. Oh. Tưởng có gì đột biến. Nó chuyển bóng vào mình để nó soạn. Kìa. Mắt, mắt số. Rồi xong rồi. Đúng vào. No. Chết. Đây. Ôi dạ, thằng chết rồi. Lại cái thằng dở hơi này. Lại xúc con cá rồi mà. Ôi xời ơi. Thôi thôi. Rồi hết rồi. Ây da. Ây da. Sao nó bóng thế. Rồi ngon rồi. Ây da. Á. Chết rồi, tôi xếp rồi. Sao đây? Rồi vào rồi, hai đều rồi. Xem còn phút, phút bao nhiêu? Một phút 25, ok. Đồ để lật ngược tình thế. Đó là hay quá. Brazil mà không hay sao được. Có nghĩa Brazil phải chung kết rồi. Gì? À.
rồi. Ơi tôi vẫn ai à. Ăn hại thế à rồi. Chuyển đây ơi. Rồi. Không thành vấn đề. Đấy lại. Chết. 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 Đúng rồi. Ây giời. Cảm bạn hay quá. Bốn rồi. Oh. Đi à. Có đi hot. Ủa vậy? Đây mà gọi là Bellati à? Vãi chả Bellati. Lại thì Bellati. Wow. Vâng, do đầm lầy nên thủ môn nó không biết bóng. Chính xác là đạn tiên kia của mình làm nó thủ môn choáng rồi không biết hướng nào. Rồi, đừng cho nó sút đúng không? Vâng, cái Cuneo là một trong những series game kinh điển. Còn nó game đánh nhau và game ném bóng này nó rất là hay luôn. Từ từ khám phá các bạn xem. Sao nó phát triển vậy? Thôi sao? Tạm biệt các bạn từ đây. Quái nó phát triển được một trả suốt. Rồi ham xuống tay chưa? Đúng rồi, tụi bơi. Hai đồng đội gọi là hành hạ đội bạn. Thế giờ được. Rồi tỷ số là 3-2. Rồi chúng ta lại chiến thắng. Rồi tiếp theo là Mexico. Quên mất không thay cái thằng, chả biết thằng kia tên gì. Sazi. Thì là anh phải thay Sazi ra. Sazi nó có bóng, mà anh lại sút trong vô vọng, không chơi đâu. Kìa. Chỗ này nó mặt nạ. Phải chạy đây thôi. Chết lẹ rồi. Ôi trời ơi. Chết. Rồi thủng lưới rồi. Vâng. Quá hay. 1-0. Mexico có vẻ không mạnh lắm. Trời ơi. Đi đây. Bình thường thôi. Thể thời tiết đang ủng hộ Mexico. Lại là lốc. Ai, sút. Chết, chết, kìa. Không sao cả. Không biết đội trưởng đâu. Sút sút tầm thường này không bao giờ đánh gục được thủ môn của anh. Rồi. Rồi, đấy. Anh chỉ có cần một trưởng này đủ rồi. Ây à. Rồi. Làm gì? Anh làm gì đây? Lùi lại. Vô lê. Trời ơi. Rồi, một mình anh hạ cục toàn bộ đối phương. Tỷ số là 2-0. Thế hai người chọn nhân vật đá. Chuyện làm hại thế. Đầu trưởng rồi kinh chưa? Vâng. Anh Sergi Suchu ghi bàn trong đầu đánh đầu trưởng. Chết rồi kinh chưa?
Vâng, đội này quá yếu, không xứng đáng là đối thủ anh. Xoạc, rồi. Đội này chắc là mới lên tuyển thôi. Kìa. Xoạc. Không sao. Ôi. Đấy. Rất là cái gì. Ơ, đá bóng. Hết giờ. Và tỷ số hiệp 1 quá chênh lệch rồi. Bây giờ, ok, chúng ta sẽ sang hiệp 2. Cách biệt quá lớn, rồi lại quên không thanh người rồi. Vâng, đặc điểm của bóng đá này bạn biết là gì không? Đó là không chấn thương. Mình đang định game tiếp theo là game Tsubasa, nhưng mà có vẻ như là game Tsubasa đấy thì chơi hơi lâu, không được quên nhanh thì chơi lâu á. Quái là sút mãi không vào nhỉ, thủ môn mình mắc cứng hay là do đối phương sút quá yếu. Trời ơi. Xôi. Cú đá đấy quá kinh điển. Dễ dàng quá. Rồi 4-0 rồi. Thôi ngồi thở thắng rồi. Đánh luôn cả thủ môn. Cổ bảo không có trọng tài lợi thế đấy. Các bạn chắc hẳn đã biết game Tsubasa cũng là một game đá bóng trưởng kinh điển. Nhưng mà phá đảo cũng hơi là lâu, tại vì mỗi lần sút thì lại kem căng me. Đó là có vào không, không vào khó đánh lắm. Phá đảo Tsubasa thì phá đảo rồi là con cuối là đội cuối, như là đúng rồi, đội cuối là Brazil. Đội cuối là Brazil và có thủ môn áo ảnh. Bắt cứ phải gọi là sút 100 quả, may ra vài được 1 quả. Kỉnh quá, đội này như cho mặt nạ xanh như sao nhỉ. Đấy, đứng yên rồi đá, xem có vào. Rồi, bây giờ mình sẽ bình luận bóng đá. Vâng, như vậy là trận đấu chỉ còn 20 giây thôi. Đội Mexico đang rất mong muốn được tìm bàn thắng danh dự. Tỷ số bây giờ quá là cách biệt rồi, 4-0. Vâng, không thể săn lấp. Và bây giờ đang là đội vâng, Abrie đang có bóng, nhưng mà đáng tiếc là bóng đã bị dính sét nên anh dính trưởng. Lại là không, rất là kiệt, đội bóng đã ra biên và hiệp đó sẽ kết thúc ngay thôi. Vâng, hết giờ. Ok. Đã lập nhập lại chiến thắng và đang băng băng về đích. Vâng, đội tiếp theo sẽ là EuroLeague. Vâng. Giải bóng đá Europa League. Đã, Anh, Ý và Germany. À, ta sẽ bay sang để gặp đội Anh. Đội này không biết có mạnh không. Rồi, không mạnh lắm. Theo mình đánh giá là vậy. Đây kìa. Chết. Penalty. Vâng, penalty theo một phong cách. Chả hiểu chữ penalty ở đây là gì. Vâng, lại penalty. Chết nè. Ôi, bắt tướng quá. Và có vẻ khó khăn rồi, tại vì thủ môn đó cổ báo à. David đang có bóng. Anh làm gì đây? Vâng, anh lại thể hiện sự cổ báo mình.
Rồi, chuyển đây. Rồi, rồi. Ây da. Tàu chiến quá. Rồi, bình tĩnh anh ơi. Sao nó giết tàu thủng vô này cận tay đâu. Rồi, đây là khó khăn. Ơ kìa. Sao lại để nó lộng hành nhỉ? Chà. Rồi, một người anh dây lên. Băng qua những giọt nước mưa kìa. Ây da. Chết lẻ. Wow, không thể tin nổi. Một cú đánh đầu rất chi là bình thường và tầm thường. Nhưng không tầm... Nhưng gì đó. Tỷ số đang là 1-0 cho đội Nhật. Anh này chỉ được cái hổ báo thôi. Sút cũng yếu như sên, rất giống là mình liên tưởng đến một chú nào đấy của Mexico, hay là của Cameroon, Châu Phi. Rồi, không có gì cả. Ê trời ơi, trời ơi. Sao anh đang biết này có bóng lên tỏi vậy? Thế này. Phải để anh ấy lộng hành được nữa. Chuyển đây anh. Ơi vào rồi. Ngon quá. Số thế mà vào. Ôi bê lật đi. Chúng ta sẽ xem anh làm gì. Chả có gì khó khăn cả. Ở đây cho anh máu. Anh thích làm gì là biểu diễn thì rồi đây. Rồi chuyển đây đây. Ây da. Ây da. Ây da. Vâng. Chỉ là cú sút. Chỉ là đơn giản. Ôi trời ơi. Không bình thường rồi. Rồi chạy đây. Rồi ngon lắm. Rồi. Rồi chúng ta không để bình thường được với anh nhé. Kìa. Ê, chết rồi. Chuyển đây đi, rồi. Mình đặt tìm sợ đi. Chết lẻ, rồi. Lại xem anh thể hiện đây, solo. Đây, đây, cái này, chết lẻ. Ôi da, hết giờ. Chết lẻ. Đau. Trọng tài không công bằng. Rồi. Xuống đi. Thể hiện cú sút cho nó sợ. Rồi. Úi dồi ôi. Thủ môn cứng lắm. Mình rất thích thủ môn Thái Lan. Một phong cách của Neuer. Khi quả bóng anh sẵn sàng xông lên. Mặc dù rất chi là thốn. Cô sức trưởng nhỉ. Làm gì á? Sức trưởng này ăn thua gì. Rồi. Ây à. Đồng cơ của anh ngã hết rồi. Anh ngã luôn đi. Đưa mày. Thường thôi thì cũng mới pro lắm. Chuyển đi. Lợn trên đằng kia sút hay hơn. Ôi giời ơi. Rồi mình chặn này. Mình sẽ hậu vệ. Rồi. Bứt tông à, bứt tông.
Đứng đấy. Đây kìa. Thôi, đơ toàn tập rồi. Rút. Chạy nhanh hơn bóng này. Đấy. Được quá, cứ tâm ghi vào đấy. Vâng, chỉ là con số 0 thôi, ok. Sazi, thằng Sazi hiện tại. Các bạn nhớ tí nhắc mình đổi Sazi nhá. Rồi, thắng rồi. Đây là Italy. Vâng, hay còn gọi là Ý. Ây da, à, như vậy là có thể đổi được nhân vật trên position này. Vậy nhận mình sẽ chọn là... Vâng, đến gần cuối mình mới chọn được. Tóc đuôi gà là Ori à? Ori. Đấy, cái này chọn linh tinh được hết. Rồi là Ori. Các cú sút gì các bạn biết rồi đấy. Bí quá không khám phá được. Nghe từ đầu cho các bạn xem. Không sao. Đấy, chưa có gì là chưa muộn cả. À, mình sẽ thử trưởng luôn cho bạn xem. Ui dồi. Chết lẹ. Chết lẹ. Ui dồi. Chết rồi. Ơ, đấy này. Ơi, con lợn này. Làm gì, làm gì? À. Đức mà thô bạo khả ý. Bảo sao thô bạo thế. Sa Di lại ở đường đấy à? Rồi, chờ đây. Ôi giời. Vâng, tỷ số là 1-0. Mình không hiểu cú sút ra. Sút phi tiêu như nào. Không sao, chờ đây. Chạy nhanh nào, ai luôn tốc độ với anh. Chết đi. Ơ, sút trở như nào nhỉ. Vậy là không hiểu cách sút phi tiêu nào. À, chúng tôi ra tìm hiểu dần vào tính sau. Yeah. Đây rồi. Ngồi lắm, chết chở đi. Không có gì nữa. Ý này thì trường phái bóng đá ấy đang tưởng châu bò rồi. Thế đây, để anh đột phá lên nào. Hai.
bạn này ngại nhau. Chuyền đi con lợn này. Tôi chuyền suốt thì làm gì nữa. Chỉ số 20 à. Đấy đấy. Chuyền cái thằng đeo kính. Đạp vòng không đâu, nó lag à, hay em bố. Chả hiểu gì cả. Rồi, 3 câu à. Đùa nhau. Cái thứ hiệp một với tỷ số 3-0 nhưng về đội chắc chắn là đội Nhật Bản rồi. Còn đội gì hơn nữa đâu. Rồi. Tại vì hiệp 2 này mình sẽ bình luận thôi em biết. Tăng 3-0 nên mình sẽ bình luận thôi. Đổi người nào nhỉ? Hết ok, hiệu ok, cái gì đó chả hiểu gì cả. Nó cho thằng đeo kính thì cầm thủ môn này. Rồi, ngon rồi. Đầu quá ý chi là bình thường. Game này khá lào khá là lâu. Chơi giải trí là chính. Chứ ít người đi khá lào game này á. Như vậy là đã phải nói là hơn 80 phút trong game rồi. Tỷ số sút ngắn xuống còn 1-3. Đấy, ok. Ai xa 47 46 45 chả lẽ giờ nhanh bị ư chết rồi đấy thì điều ấy hiểu xuất trưởng như nào. Start đi. Đây thì mỗi con có một kiểu sinh trưởng khác nhau. Cái ông về hay là ông chuyển cho tôi à? 3-1. À, hết giờ rồi. Chết nè. Sọt trượt mới đau. Chuyển đi. Rồi, rồi. Lên đây. Lên ra. Yêu đuối quá. Hết giờ rồi. Game set. Ok, thắng là gặp đội cuối cùng. Và đội Germany. Mình sẽ chọn cầu thủ nào đây. Nhìn đầu bốn tóc số ấy này. Số 1 Genna.
sợ chú này đi. Star Wars Parties. Tiên suốt chả hiểu gì cả. Ok. Rồi, đồ bố tóc rối xem có trưởng gì hay ho. Úi dồi ôi, vừa vào bị nó phan cho phát. Quá buồn. Đấy à. Này, Kazi, Sazi, Sazi. Ô, vâng. Đội bạn đã phải lấy nhà và trận chung kết rồi. Đức lại yếu đuối vậy nào, Neuer là vậy sao? Đây à. Chết đi. Mày chậm rồi. Này đây. Rồi, à, gió đang quặn chiều mình. À. Đau ấy. Làm gì? Làm gì? Làm gì? Đức có thô bạo này đâu. Yeah. Xoạc. Ôi, ngon lắm. Nè, rồi sau rồi, sau rồi. Sút thường một bay. Khổ báo rồi. Ông làm gì? Ủa kính quá. Tại là xuất thường mà vẫn làm bay đủ môn đó bạn. Anh em phải về cứu bóng quá. Ngon rồi. Chạy đi nào. Ây giời ơi. Rồi. Không vào. Ây à. Rồi, tỷ số là 2-0. Khóc đi, khóc đi em. Hãy khóc đi, đừng lại ngồi. Và hãy khóc nước mắt rất đen chứa tràn trong lòng. Khi bao nhiêu cơn mơ trong những cánh bay xa vời. Khi người đã lâu cô vẫn phải khóc giống như anh. Rồi ơi, xuống đây đi. Thằng này chỉ được cái chỗ bỏ mà. SK và SK. Đấy, nó xuất thường rồi làm mình vất vả vãi. Úi giời. Xoài, kia. Ôi. Nó xoài. Xoài trên không. Cẩn thận quá, trở đây. Đó bắn ra. Ây giời. Chết đi à. Chạy bộ lao. Đây 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 rồi. Chết mà. Này, không có sức khỏe. Không biết sức trưởng nào. Ở đây rồi. Mỗi con có một trưởng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sức trưởng. Đó là nhảy lên. Ấn giữ. Ấn cả A và B để nhảy lên. Ôi á. Ấn cả A và B để nhảy lên. Xong rồi ấn sang trái phải để sức trưởng. Trái phải B. Đấy với cách sức trưởng rồi. Wow. Gần phá đảo. Biết sức trưởng. Ai mà kiên trì xem video này về cuối sẽ biết sức trưởng nhá.
giữa A và B để nhảy lên. Xong rồi khi nhảy lên thì ấn trái phải B. Đây. Trái phải B sẽ xuất được chưa? Sẽ chọn thử con khác. Thế Kunio có chuyện gì nhỉ? Thôi Kunio, xem chở Kunio là gì. Các bạn vẫn chưa được chứng kiến. Ngu này, chuyện gì đi. Chuyện đấy. Rồi. Nhận bóng em. AB. Ôi xưa. Rồi. Chuyện làm thế nào nói chuyện. Đây này báo ạ. Đây đây cho anh. Chạy nhanh. Ây xa. Chết này. Đấy à. Mình chết chứ không phải là chết. Nhanh nhanh thực hiện pha xuất trưởng hay là xem đi, con lợn này không bao giờ chuyển. Ui xa. Quá hay vâng. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Chúng ta rất kịch tính. Mình chiến thắng mong manh. Trời ơi. Giờ cái gì đấy. Ok. Để đây cho anh. Kìa. Cái gió nó thổi cái đau chứ. Bây giờ rồi. Như vậy là không biết còn đội nào nữa nhỉ. Ơ đùa. Ơ đùa. Ơ đùa. Thế giờ vâng. Một pha kết thúc không thể nào buồn cười hơn. Ô. Như vậy là mình đã gặp hết các đội rồi. Vâng, nhưng chẳng lẽ lại đá lại gặp 3 sao mới thắng à. Vâng. Ok. Rồi, chúng ta biết thế rồi. Như vậy là xuất trưởng là giữ A và B để nhảy lên, xong rồi trái phải. Trái phải để trái phải B để xuất trưởng. Vâng, các bạn phải ấn nhanh vào để mới xuất được. Ok, như vậy là mình đã nói chung là phá đảo. Cứ thể gọi là phá đảo đi. Phá đảo game Kunio Kuno Neketsu Soccer Language. Một game series kinh điển của Kunio. Và game về thể loại Kunio này còn nhiều lắm, như là ném bóng này, bóng rổ, bóng đánh nhau, các kiểu có hết. Ok, như vậy là trong phần tới mình sẽ phá đảo game khác. Và các bạn cảm thấy video mới hãy like và chia sẻ với bạn bè. Like kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tới. Bye bye. Ok. Đó là ngay bài đầu tiên luôn. Có lặng lướt nữa. Quá.
Rồi, đi qua đây. Bọn này, ơi à, nhảy lên à. Thế là